Hello các bác nha, trong buổi sáng ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một mẫu loa Full 30 các bác nhé. Đấy, rồi dòng này thì các bác nhìn qua này, có chép nó đã quá uy tín luôn. Đấy. Chép này các bác nhìn qua giống như kiểu của BMC các bác nhé. Đấy. Đấy, đúng như BMC luôn. Cái chất tiếng tép cực kỳ là lẩy bay các bác nhé. Đây, sẽ quay qua bên ngoài của nó cho các bác xem. Đây, trong này có lỗ cắm cọc các bác nhé. Full 30 có lỗ cắm cọc. Đây là cái tên của nó, đây là cái tem của nó nhé. Đấy, cái căng của nó đây, cái căng thì cái dòng này nó ghi là acoustic các bác nhé. Đấy, mấy cả AMEK, tức là hai cái dòng này nó sản xuất cùng một chung để nó sản xuất cùng một dòng loa các bác nhé. Đấy, cái căng bên trong thì nó sẽ có một lớp màng chống bụi các bác nhé. Tem này tem xoay được các bác nhé. Đấy, dòng này nó thiết kế cả tem xoay luôn. Đấy, hàng cực kỳ chất tem xoay. Đấy, thì càng nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, mặt thì càng to này. Đấy. Em không để các bác đợi chờ đợi lâu nữa thì em quay luôn trực tiếp ở bên trong đôi loa cho các bác xem nhé. Đây là đôi loa Full 30 từ 17 quá nhá. Đấy, 17. Đây là số màng của nó các nhá. Đấy, số màng này. Đây là dâu. Đấy, hai cọc tiếp xúc âm dương các bác nhé. Đây là dầu loa của nó. Dòng này thì cái đường keo của nó đi như cả là dòng của B3 các bác nhé. Này, có nhìn chưa? Hồng này. Đường keo như kiểu B3 luôn. Hàng thì cứ bao nhiêu nó xịn 100% các bác nhé. Đấy, các bác nhìn keo bên trong nét căng chưa? Đấy. Cái dòng này thì nhện của nó là màu nhiều màu cánh gián các bác nhé. Đấy, có nhìn này, màu nhiều màu cánh gián. Một vòng vàng cánh gián đấy. Đây, em sẽ quay mặt trước cho các bác xem. Dòng này thì sử dụng là gân vải tẩm dầu quá nhé, gân vải tẩm dầu, gân ba sóng quá nhé, gân ba sóng. Hàng đi cực kỳ là đẹp luôn. Cái mặt mà mặt màng của nó thì đó là màu hồng hồng các bạn, hồng hồng. Xung quanh loa thì vẫn còn đẹp ạ. Thế là cái đường keo nó của nó bao nhiêu, nét căng luôn, kéo quá nét. Thế là mặt loa, những dòng loa như này thì em thật các này em thú lại của khách các bác nhé. Thì em hôm nay em lên sóng quay video cho các bác, em thanh lý thôi, giờ là thanh lý để lấy tương tác thôi chứ còn trả lãi là gì cái loài đâu ạ. Gọi là đăng lên để thanh lý cho các bác để lấy tương tác thôi chứ còn. Thì em sẽ quay vào nội thất bên trong của nó cho các bác xem. Đây, bông tươm thì bông tươm cái này màu trắng các bác nhé. Đó, cái màu trắng. Còn đây là phân tầng của nó, đây con nhìn phân tầng này. Chắc chưa? Đấy, phân tầng này. Ghi là KP40110 các bạn nhé. Đấy, tất cả trả trước là có mã số mã vạch hết. Đầu tiên đây là những cái dây đi ra ngoài của nó này, nó cũng bọc hết bằng thiết các bạn này. Thì bọc hết thiết. Đây là củ tép nó bạn nhìn. Đấy, tép này thì các bạn nhìn qua cái này biết là của BMC các bạn nhé. Đấy. BMC thì trên đây thì nó sẽ dập chữ trên hãng của nó là như cái tem của Noe là AMEK BS250 các nhá. Đấy, trong kèm thực kỳ chân luôn. Đấy, tất cả hàng thì cứ báo riêng bác sĩ cho bác 100%. Đấy, không sát cốt, không có cuốn các nhá. Đấy, cái bao nhiêu bác sĩ 100%. Đây, còn đôi bên này thế này, quay quay đường keo cho bác xem, nhìn chưa, keo chưa, nét căng, đây nó vẫn còn nguyên bụi nhỉ. Đấy, em về em còn đã kỳ vệ sinh đâu. Đấy, về cái này tháo luôn, quay luôn cho các bác. Đây, các bác nhìn đường keo của nó này, keo của nó nhìn như cả B3 quá nhá. Đấy, đường keo hồng hồng, giống đúng như cả dòng B3. Dòng B3 thì nó có hay có đường keo kiểu hồng màu hồng này. Đây, cục chép của nó đây, nó có số mã vạch của nó đây. Đấy, tem mã vạch. Tất cả là hàng xin xịn 100% các nhé. Đây, AMEK. Đây, em sẽ quay thông số đằng sau cho các xem. Và đợi em tí, em sẽ quay thông số đằng sau. Đây, con này là sử dụng một thùng đít cân các bác nhé. Đít cân nhưng mà hơi cái đít của nó hơi vát vát đằng sau, nhưng mà nó vẫn là đít cân. Đấy, con này nó sử dụng là lỗ thông hơi đằng trước các bác nhé, hai lỗ thông hơi đằng trước.
thì cái tiếng lời cực kỳ là hay luôn. Còn đây là cái số thông hơi của nó, là cái thông số của nó bác nhé. Đấy. Là 100. Đấy. Con này đánh ở trở kháng 400W các bác nhé. Đấy. Còn mắc của nó là 900W. Bộ nhạy 8 ohm. Thì cái video này em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đấy. Thì em cũng xin báo giá luôn đơn này, thì ở điểm hiện tại em đang bán là 6 triệu các nhé. Đấy, 6 triệu các bác nào gửi xe được thì em sẽ bao ship. Còn nếu mà bác các bác nào mà gửi bưu điện thì em sẽ các bác sẽ tự thanh toán tiền bên vận chuyển các nhé. Còn các bác nào nhận được xe gần sẽ bao ship đôi này 6 triệu nhé. Đấy, em thanh lý để em lấy tương tác thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0919 511429, cũng là số điện thoại, cũng là số Zalo, cũng là số Facebook của em luôn các bác nhé. Thì bác nào yêu quý kênh thì hãy cho em xin một vài dấu like, đây một đăng ký kênh để ủng hộ những video mới nhất cập nhật hàng ngày cho các bác nhé. Em xin chào, hẹn lại các bác trong các video tiếp theo.